Hoàng đế của bách bệnh, lịch sử ung thư. Sách được trao giải Pulitzer. Tác giả Siddhartha Mukherjee. Sách được dịch sang tiếng Việt. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Sinh. Minh An Hiệu Đính, thiết kế giọng đọc. Dương Thanh Thơ, 132 đường Trường Chinh Mỹ Phước Long Xuyên An Giang. Tập 2. Con quái vật tham lam hơn máy chém. Gói hóa chất của Sydney Faber đã đến đúng vào thời điểm đặc biệt mấu chốt trong lịch sử y khoa. Những năm cuối của thập niên 1940, khám phá dược phẩm đang bùng nổ trong các phòng thí nghiệm và phòng khám trên toàn quốc. Tiêu biểu nhất trong các loại thuốc mới này là kháng sinh penicillin, loại hóa chất quý báu này đã được dùng cạn kiệt. Cho đến giọt cuối cùng, trong suốt Thế chiến 2 năm 1939, thuốc được chiết lại từ nước tiểu bệnh nhân đã được điều trị trước đó, nhằm giữ lại những phân tử cuối cùng để điều trị tiếp cho tới những năm đầu thập niên năm 1950. Penicillin được sản xuất trong những thùng cả ngàn galon năm 1942. Khi hãng Merck chuyển đi lô hàng đầu tiên của penicillin, chỉ 5,5 gam thuốc. Lượng thuốc này đại diện cho một nửa lượng kháng sinh ở Hoa Kỳ. Một thập niên sau, penicillin được sản xuất đại trà, giá thuốc hạ xuống chỉ còn 4 sen cho mỗi liều. Giá chỉ bằng 1/8 của nửa galon sữa, nhiều loại kháng sinh mới tiếp bước penicillin như chloramphenicol năm 1947, tetracycline năm 1948. Mùa đông năm 1949, một loại kháng sinh thần diệu streptomycin được tinh chiết ra khỏi khối nấm mốc lấy từ chuồng gà của một nông dân. Tạp chí Tam Giật Tít nổi bật trên trang bìa: công thức trị bệnh đang ở sân sau nhà chúng ta. Trong một tòa nhà bằng gạch ở góc xa của bệnh viện nhi, chính trong cái sân sau của Faber, một nhà vi sinh vật học tên John Ender đang nuôi polio virus trong một ống nghiệm nhỏ bằng nhựa. Ba bước đầu tiên này là dấu mốc để phát triển vaccine bệnh bại liệt Sabin và Sock. Những loại thuốc mới xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc năm 1950. Hơn một nửa số thuốc hiện được sử dụng rộng rãi trong y học. Mà những loại thuốc mới này chưa từng tồn tại ở thập niên trước đó, ngoài những loại thuốc kỳ diệu kể trên. Sự thay đổi trong y tế cộng đồng và vệ sinh cũng theo đó mà thay đổi đáng kể về diện mạo nền y học quốc gia. Sốt thương hàn là một bệnh dịch lan nhanh theo cấp số nhân và có thể giết chết toàn bộ cư dân trong hạt chỉ trong vài tuần. Sốt thương hàn bị xóa sổ nhờ những nỗ lực to lớn của thành phố trong việc làm sạch nguồn cấp nước bị ô nhiễm. Ngay cả bệnh lao với cái chết trắng khét tiếng, ở thế kỷ 19 bệnh lao cũng bị biến mất. Tỷ lệ mắc bệnh lao giảm hơn một nửa vào giữa thập niên 1910 và 1940. Phần lớn do những nỗ lực vệ sinh cá nhân và cộng đồng đã được cải thiện hơn, tốt hơn. Tuổi thọ người Mỹ tăng từ 47 tuổi lên đến 68 tuổi. Trong vòng nửa thế kỷ, đó là bước nhảy vọt đáng kể so với vài thế kỷ trước. Thắng lợi to lớn của y học hậu chiến cho thấy khả năng chuyển đổi và tiềm năng khoa học công nghệ trong đời sống ở Mỹ, bệnh viện tăng lên nhanh chóng. Giữa những năm 1945 đến 1960, gần 1.000 bệnh viện mới mọc lên trên toàn quốc. Giữa những năm 1935 đến 1952, số lượng bệnh nhân nhập viện đã hơn gấp đôi. Từ 7 triệu người tăng lên 17 triệu người mỗi năm, cùng với việc gia tăng lĩnh vực chăm sóc y tế. Xuất hiện những kỳ vọng chung về khả năng chữa lành bệnh, như một sinh viên quan sát thấy. Khi một bác sĩ phải nói với bệnh nhân rằng không có phương thuốc đặc trị cho tình trạng của người đó, bệnh nhân dễ cảm thấy như bị bỏ rơi, hay tự hỏi liệu bác sĩ có cập nhật được tình hình hay không.
tại một thị trấn mới vùng ngoại ô đã được tẩy uế, thế hệ trẻ mơ về những phương pháp chữa lành bệnh. Không còn cái chết, không có sự tồn tại của bệnh tật. Thế hệ trẻ được ru ngủ bởi những ý tưởng có tính bền vững của cuộc sống, chúng lao vào tiêu xài. Cỗ xe Studebaker cờ bằng chiếc thuyền buồm, bộ đồ ngủ bằng tơ nhân tạo. Truyền hình radio, nhà nghỉ, câu lạc bộ gâu, tiệc thịt nướng, máy giặt. Ở La Vi, một khu định cư ngoại ô rực rỡ sắc màu được xây trên cánh đồng khoai tây tại Long Island. Đó là biểu tượng của sự hoàn mỹ, bệnh tật thì hiện tại đứng thứ ba trong danh sách các mối lo lắng. Bệnh tật đứng sau tài chính và nuôi dạy trẻ học. Thật vậy, việc nuôi dạy trẻ đang trở thành mối bận tâm quốc gia ở mức độ chưa từng thấy. Khả năng sinh sản tăng đều đặn, năm 1957 cứ mỗi 7 giây lại có một đứa trẻ được sinh ra ở Mỹ xã hội thịnh vượng. Như nhà kinh tế học John Galbraith mô tả, cũng được hình dung là một xã hội trẻ trung vĩnh cửu. Với một sự đảm bảo kèm theo sức khỏe vĩnh cửu của một xã hội bất khả chiến bại, nhưng trong tất cả các loại bệnh, ung thư đã từ chối bước vào giai đoạn khải hoàn ca này, nếu khối u chỉ khu trú cục bộ, tức là chỉ khu trú ở một cơ quan hay vị trí duy nhất nơi mà có thể được cắt bỏ bằng phẫu thuật, thì khối ung thư đó có cơ hội được chữa lành, sự cắt bỏ. Những quy trình này được gọi là như thế, là di sản của những tiến bộ đáng kể từ các ca phẫu thuật thế kỷ 19. Một khối u ác tính đơn độc ở vú. Khối u ác tính này được cho rằng có thể cắt bỏ được thông qua một ca phẫu thuật tận gốc. Nó được thực hiện phẫu thuật tận gốc tiên phong bởi bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng William Hanstutt ở tại bệnh viện John Hopkins vào những năm đầu của thập niên 1890. Ngoài ra, với việc phát hiện ra tia X vào đầu thập niên 1900, bức xạ cũng được sử dụng để diệt tế bào u tại chỗ. Nhưng về mặt khoa học, ung thư vẫn là một cái hộp đen thực thể bí ẩn. Tốt nhất là cắt bỏ luôn cả khối, thay vì điều trị theo quan điểm y học sâu sắc hơn. Để chữa lành ung thư, nếu thực sự là nó có thể chữa được, các bác sĩ chỉ có hai chiến lược. Một là loại bỏ khối u bằng phẫu thuật, hai là đốt khối u với tia xạ. Để chữa lành ung thư, các bác sĩ phải có sự lựa chọn giữa các tia xạ nóng và lưỡi dao lạnh. Tháng 5 năm 1937, gần một thập niên trước khi Sydney Faber bắt đầu thí nghiệm với những hóa chất, tạp chí Fortune công bố cái mà họ gọi là cuộc khảo sát toàn cảnh nền y học ung thư. Báo cáo này không hề dễ chịu. Thực tế đáng ngạc nhiên là không có một nguyên lý mới nào cho việc điều trị được đưa ra. Dù là chữa trị hay ngăn chặn, những phương thức điều trị trở nên hiệu lực hơn và nhân đạo hơn, phẫu thuật chay là dạng không gây mê, không vô trùng, đã được thay thế bằng phẫu thuật hiện đại. Với sự tinh vi nhanh nhạy về kỹ thuật, những hóa chất ăn vào da thịt ở những bệnh nhân ung thư thế hệ trước đã lỗi thời hơn so với việc xạ trị bằng tia X và radium. Nên các bác sĩ chữa trị căn bệnh ung thư vẫn chỉ gồm hai nguyên tắc, là loại bỏ khối u ung thư bằng phẫu thuật và phá hủy các mô ung thư bằng bệnh xạ trị. Không một phương pháp nào khác hơn được chứng minh. Bài viết của tạp chí Fortune mang tên là ung thư bóng ma lớn, trong đó bóng ma này cũng mang tính chính trị. Chẳng kém gì tính y học, tác giả gợi ý. Y học ung thư bị kẹt trong lối mòn không chỉ vì độ sâu bí ẩn y học xung quanh nó, mà còn vì việc lơ là trong nghiên cứu ung thư. Với số tiền quỹ nghiên cứu ung thư không có quá 20 quỹ ở Hoa Kỳ để nghiên cứu ung thư cơ bản, quỹ nghiên cứu ung thư chỉ trong phạm vi vốn từ khoảng $500 đến $2 triệu. Nhưng chắc chắn rằng toàn bộ giá trị quỹ nghiên cứu ung thư thì không nhiều hơn $5 triệu. Trong khi đó, công chúng sẵn sàng tiêu tốn 1/3 tổng giá trị trên chỉ trong một buổi chiều để xem một trận bóng đá lớn. Kinh phí cho nghiên cứu ung thư vẫn dậm chân tại chỗ. Trái ngược hoàn toàn với sự gia tăng nhanh chóng trở nên nổi bật của căn bệnh ung thư này, ung thư chắc chắn đã có mặt và gây chú ý ở thế kỷ 19 tại Mỹ.
nhưng nó vẫn còn ẩn nấp trong cái bóng của nhiều căn bệnh phổ biến hơn. Năm 1899, khi Roswell Park, một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng tại Bệnh viện Buffalo, lập luận rằng ung thư sẽ có ngày vượt qua các bệnh như đậu mùa, sốt thương hàn và bệnh lao, và trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nước. Phát biểu của Roswell Park chỉ được xem như lời tiên tri. Đáng ngạc nhiên sự suy đoán đó của một người mà sau tất cả dành hết cả ngày lẫn đêm để phẫu thuật ung thư, nhưng đến cuối thập niên, nhận xét của Roswell Park đang dần trở nên ít gây ngạc nhiên hơn. Lời tiên tri đó đến gần hơn từng ngày. Thương hàn, ngoại trừ một vài điểm dịch còn bùng phát rải rác, thương hàn đã trở nên ngày càng hiếm. Bệnh đậu mùa cũng sụt giảm, đến năm 1949 nó biến mất hoàn toàn khỏi Mỹ. Trong khi đó, ung thư đã phát triển nhanh chóng vượt qua các bệnh khác. Ung thư nó bước lên nấc thang của những bệnh gây chết người, giữa năm 1900 và năm 1916. Tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 29,8%, vượt qua cả bệnh lao. Mà bệnh lao xưa nay vốn được coi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Đến năm 1926, ung thư trở thành sát thủ phổ biến thứ hai của quốc gia, chỉ đứng sau bệnh tim. Bài báo ung thư bóng ma lớn không còn là trường hợp đơn độc, vận động quỹ nhằm chống ung thư ở cấp quốc gia nữa. Vào tháng 5 năm đó, tạp chí Life đăng những thông điệp riêng về nghiên cứu ung thư, truyền tải cùng một thông điệp mang tính cấp thiết. Tờ New York Times công bố hai báo cáo về tỷ lệ ung thư đang gia tăng vào tháng 4 và tháng 6. Khi ung thư xuất hiện trên các trang của tạp chí Time vào tháng 7 năm 1937, thì sự quan tâm về cái gọi là vấn đề ung thư đã lây lan mạnh mẽ trong giới truyền thông. Các đề xuất để xây dựng chương trình đối phó có quốc gia chống ung thư đã tăng và giảm nhịp nhàng ở Mỹ. Kể từ đầu thập niên năm 1900, một nhóm bác sĩ ngoại khoa ung thư đã tụ họp tại khách sạn New Village ở Washington để xây dựng nên một tổ chức vận động quốc hội cho nhiều quỹ tài trợ nghiên cứu ung thư. Đến năm 1910, tổ chức này, Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, American Association for Cancer Research, đã thuyết phục Tổng thống Taft kiến nghị với quốc hội để lập một phòng thí nghiệm quốc gia được dành riêng cho nghiên cứu ung thư. Ung thư, mặc dù ban đầu kế hoạch nhận được sự lưu tâm, những nỗ lực đã bị đình trệ tại Washington sau một vài cố gắng thất thường, chủ yếu là do thiếu sự hỗ trợ chính trị. Vào cuối những năm 1920, một thập niên từ sau lời đề xuất của Tổng thống Taft bị đình trệ, nghiên cứu ung thư đã tìm được một quán quân mới và đầy bất ngờ. Matthew Neely, một cựu luật sư kiên trì và nhiệt huyết từ Fairmont, Tây Virginia, với nhiệm kỳ đầu làm nghị sĩ trong Thượng viện. Mặc dù Matthew Neely tương đối ít kinh nghiệm chính trị trong khoa học, nhưng ông đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể tỷ lệ tử vong do ung thư ở thập niên trước, với con số từ 70.000 người vào năm 1911 lên đến 115.000 người vào năm 1927. Matthew Neely đã yêu cầu quốc hội treo một giải thưởng $5,000,000 cho bất cứ thông tin nào dẫn đến việc chặn đứng ung thư ở loài người, một chiến lược thu hút những người không chuyên môn tham gia về khoa học, thì đồng nghĩa với việc treo ảnh tội phạm trong văn phòng cảnh sát trưởng, và nó tạo ra sự hồi đáp thu hút người không chuyên trong một vài tuần. Văn phòng của Matthew Neely ở Washington tràn ngập hàng ngàn lá thư từ những kẻ lang băm và chữa bằng niềm tin, có nội dung về đủ loại thuốc giải cho ung thư như thuốc thoa, thuốc bổ, thuốc mỡ, những chiếc khăn tay đã được sức dầu thuốc xoa bóp, và nước thánh. Quốc hội nổi cáo với những phản ứng này, cuối cùng chi $50,000 cho dự luật kiểm soát ung thư của Matthew Neely, gần như cắt giảm khoản ngân sách này theo một cách nực cười, xuống chỉ còn 1% số tiền yêu cầu lúc đầu.
năm 1937, Matthew Neely với tinh thần không biết mệt mỏi khi tái đắc cử vào Thượng viện. Matthew Neely tiếp tục lao vào những nỗ lực khác để khơi mào cuộc chiến cấp quốc gia chống ung thư. Lần này Matthew Neely cùng với Thượng nghị sĩ Homer Bone và Hạ nghị sĩ Warren Magnuson, đến lúc này, ung thư đã giành được sự quan tâm đáng kể trong mắt công chúng. Tạp chí Fortune và tạp chí Time đã thổi bùng mối lo lắng và bất an. Các chính trị gia đều mong muốn bày tỏ phản hồi cụ thể. Tháng 6, một cuộc họp lưỡng viện được tổ chức để xây dựng cơ sở pháp lý nhằm giải quyết vấn đề này. Sau những phiên họp đầu tiên, dự luật đã chạy đua để được thông qua. Và cuối cùng đã được nhất trí thông qua bằng một phiên họp chung vào ngày 23 tháng 7 năm 1937. Hai tuần sau, vào ngày 5 tháng 8, Tổng thống Roosevelt đã ký đạo luật Viện Ung thư Quốc gia, đạo luật tạo ra một đơn vị khoa học gọi là Viện Ung thư Quốc gia, National Cancer Institute, viết tắt là NCI, được thiết kế để phối hợp giữa nghiên cứu ung thư và giáo dục. Một hội đồng tư vấn các nhà khoa học cho viện được cơ cấu lại từ các trường đại học và bệnh viện. Không gian phòng thí nghiệm hiện đại, với hội trường và phòng hội nghị sáng bóng được xây trong những mái vòng xanh lá. Và khu vườn ở ngoại ô Bethesda cách thủ đô vài dặm, cả nước đang dồn sức để chiến thắng ung thư. Bởi vì ung thư là tai họa lớn nhất từng đe dọa nhân loại, Thượng nghị sĩ Homer Bone trấn an mọi người. Khi đang động thổ xây dựng Viện Ung thư Quốc gia vào ngày 3 tháng 10 năm 1938. Sau gần 2 thập niên với phần lớn những nỗ lực không có kết quả, chương trình phối hợp quốc gia chống ung thư cuối cùng đã đi đúng đường. Tất cả điều này là một hướng đi dũng cảm táo bạo. Ngoại trừ việc chọn thời điểm của nó, đến đầu mùa đông năm 1938, chỉ vài tháng sau lễ khánh thành khuôn viên Viện Ung thư Quốc gia ở Bethesda, cuộc chiến chống lại ung thư bị phủ bóng bởi sự chấn động của các cuộc chiến khác. Tháng 11, quân đội Đức Quốc xã mở màn cuộc tàn sát quy mô quốc gia chống người Do Thái ở Đức, đẩy hàng ngàn người vào trại tập trung. Vào cuối đông, những cuộc xung đột quân sự nổ ra khắp châu Á và châu Âu, hình thành nên Thế chiến II. Đến năm 1939, những cuộc giao tranh đó đã bùng nổ khắp nơi. Vào tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ cũng bị cuốn vào xung đột lan rộng toàn cầu này. Chiến tranh đòi hỏi phải sắp xếp lại thứ tự những ưu tiên cần thiết. Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ ở Baltimore được đặt ở nơi mà Viện Ung thư Quốc gia đã từng hy vọng chuyển đổi thành một trung tâm ung thư lâm sàng, giờ đây đã nhanh chóng được tái cấu trúc thành một bệnh viện dã chiến. Kinh phí nghiên cứu khoa học bị ngưng trệ và được chuyển vào các dự án có liên quan trực tiếp đến chiến tranh. Các nhà khoa học, những người tham gia vận động hành lang và bác sĩ rời ra khỏi tầm quan tâm của công chúng, hầu hết đều im lặng. Một nhà nghiên cứu nhớ lại những đóng góp của họ thường được tóm lược trong bảng cáo phó. Một bảng cáo phó cũng có thể được viết cho Viện Ung thư Quốc gia, nguồn vốn được hứa bởi Quốc hội cho một lịch trình đáp trả lại ung thư. Lời hứa này không bao giờ được thực hiện. Viện Ung thư Quốc gia dần dần bị bỏ quên, và đây là nơi mà được trang bị với những cơ sở vật chất hiện đại như trong mơ. Vào thập niên 1940, khuôn viên lấp lánh của viện đã trở thành một nơi vắng như chùa Bà Đanh. Một nhà khoa học gọi đùa đây là chốn đẹp đẽ và yên bình của đất nước này. Trong những ngày đó êm đềm thay khi ngủ quên dưới cửa sổ lớn đầy nắng, những tiếng kêu của xã hội về ung thư cũng rơi vào im lặng. Sau những trận mưa rào quan tâm ngắn ngủi của giới báo chí, ung thư một lần nữa trở thành chuyện bị tránh đề cập đến, căn bệnh chỉ nói thầm mà không ai công khai. Vào đầu thập niên 1950, Fanny Rosnop, một người từng bị ung thư vú và bà là luật sư, Fanny Rosnop yêu cầu New York Times đăng một thông báo hỗ trợ cho nhóm phụ nữ bị ung thư vú. Bài của Fanny Rosnop không được thông qua, gây khó xử cho biên tập tờ báo.
Khi cô hỏi về vị trí đặt thông báo một lúc sau có lời đáp, tôi xin lỗi cô Fanny Rosnoff. Nhưng tờ báo Time không thể xuất bản những từ ngữ như rú hoặc ung thư trên trang báo được, biên tập viên tiếp tục nói. Chị nên rằng sẽ có một hội thảo về bệnh lý ở thành ngực. Fanny Rosnoff tức giận gác máy điện thoại, cô cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sydney Faber bước vào thế giới của ung thư năm 1947, tiếng kêu của công chúng sau thập niên vừa qua đã phai nhạt. Ung thư đã lần nữa trở thành một căn bệnh thầm lặng về mặt chính trị trong khu vực phòng khám của bệnh viện Nhi. Các bác sĩ và bệnh nhân chiến đấu cho ý kiến riêng biệt chống lại ung thư. Trong đường hầm tầng dưới, Sydney Faber chiến đấu một trận chiến thậm chí riêng tư hơn với những vũ khí là hóa chất và các thí nghiệm của mình. Sự cô lập là chìa khóa thành công ban đầu của Sydney Faber, được cách ly khỏi ánh mắt soi xét từ cộng đồng. Sydney Faber làm việc với những mảnh nhỏ mơ hồ của câu đố, ung thư bạch cầu là căn bệnh mồ côi. Ung thư bạch cầu bị các bác sĩ nội khoa bỏ rơi, các vị này không có thuốc gì để kê cho nó. Và các bác sĩ ngoại khoa cũng không thể phẫu thuật dòng máu, vào thời Thế chiến II. Như một bác sĩ viết về ung thư bạch cầu, theo một vài ý nghĩa là ung thư bạch cầu vẫn chưa được xem là ung thư. Ung thư bạch cầu nằm ở biên giới của bệnh tật bị bỏ rơi ẩn nấp đâu đó giữa các ngành y học và các khoa. Cũng giống bản thân Sydney Faber, nếu ung thư bạch cầu thuộc về nơi nào đó, thì đó chính là ngành huyết học, ngành nghiên cứu về máu thông thường. Nếu phương pháp chữa trị được tìm ra, Sydney Faber lý luận nó sẽ được tìm thấy nhờ những nghiên cứu về máu. Nếu khám phá được bằng cách nào các tế bào máu bình thường được tạo ra, thì Sydney Faber có thể suy ngược trở lại cách ngăn chặn sự tăng trưởng bất thường của tế bào bạch cầu bất thường. Chiến lược của Sydney Faber sau này là phương pháp tiếp cận bệnh từ bình thường đến bất thường. Để đối đầu với ung thư theo cách thức ngược lại, nhiều điều Sydney Faber biết về tế bào bình thường là những điều ông đã học từ George Mino, một nhà quý tộc gầy ốm và hói đầu, có sắc mặt tái nhợt, đôi mắt dữ tợn. George Mino vận hành một phòng thí nghiệm trong tòa nhà kết cấu gạch đá kiểu kiến trúc hàng cột nằm trên đại lộ Harrison và Boston, chỉ cách một vài dặm từ khu bệnh viện phức hợp kéo dài trên đại lộ Longwood, bao gồm bệnh viện Nhi giống như nhiều nhà huyết học tại Harvard. Sydney Faber đã được đào tạo trong thời gian ngắn với George Mino trong thập niên 1920. Trước khi Sydney Faber trở thành nhân viên tại bệnh viện Nhi, mỗi thập niên đều có một bí ẩn đặc trưng về huyết học, và đối với thời kỳ George Mino, bí ẩn đó là tình trạng thiếu máu ác tính, là tình trạng thiếu tế bào hồng cầu hình liềm. Hình thức phổ biến nhất phát sinh là thiếu sắt, sắt là một chất dinh dưỡng quan trọng được sử dụng để tạo nên hồng cầu, nhưng thiếu máu ác tính là biến thể hiếm hoi. George Mino đã nghiên cứu thiếu máu ác tính không phải do thiếu sắt. Thiếu máu ác tính thật ra tên của nó xuất phát từ biến thể của điều trị tiêu chuẩn thiếu máu do thiếu sắt bằng cách cho bệnh nhân ăn nhiều nguyên liệu được pha chế rùn rợn như nửa cân gan, nửa cái hamburger, bao tử lợn chưa chế biến, và thậm chí dịch dạ dày được tiết ra bởi một trong những học sinh của ông, niêm gia vị với bơ chanh và mùi cây ngò tây. George Mino và nhóm của mình đã chứng minh đầy thuyết phục vào năm 1926 rằng căn bệnh thiếu máu ác tính được gây ra do thiếu một vi chất quan trọng, một phân tử duy nhất, sau đó được biết đến là vitamin B12, năm 1934. George Mino và hai đồng nghiệp của ông được trao giải Nobel cho công trình mở đường này. George Mino đã chỉ ra rằng việc thay thế một phân tử duy nhất sẽ có thể khôi phục trạng thái bình thường của máu. Máu là mà hoạt động của nó được bật và tắt bởi việc chuyển đổi phân tử. Có những dạng thiếu máu do thiếu dinh dưỡng chất khác mà nhóm George Mino đã
không giải quyết bệnh máu đúng là ác tính, dù là theo ý nghĩa đạo đức của từ đó. Cách đó 8.000 dặm trong các phân xưởng vải Bombay, sở hữu bởi thương nhân người Anh, và quản lý trung gian là một người đầy Hà khác. Tiền lương bị hạ tới mức rất thấp, khiến công nhân ở phân xưởng sống trong cảnh nghèo đói, suy dinh dưỡng, không có dịch vụ chăm sóc y tế, khi các bác sĩ người Anh khám cho công nhân phân xưởng đó. Vào thập niên 1920, để nghiên cứu ảnh hưởng việc suy dinh dưỡng mãn tính này, họ phát hiện rằng nhiều người trong số đó, đặc biệt phụ nữ sau sinh, bị thiếu máu nặng, đây là nỗi ám ảnh mang tính thực dân nữa, tạo ra tình trạng đói khổ thiếu thốn trong dân số. Sau đó những đối tượng này được mang ra thử nghiệm y tế và xã hội. Năm 1928, một bác sĩ trẻ người Anh tên là Lucy Will chân ướt chân ráo rời khỏi trường nữ sinh y khoa London, nhưng Lucy Will nhận học bổng đến Bombay để nghiên cứu bệnh thiếu máu này. Lucy Will là người năng nổ trong số những nhà nghiên cứu huyết học. Lucy Will thích mạo hiểm và được dẫn dắt bởi sự hiếu kỳ mạnh mẽ về máu, do đó sẵn sàng đi đến một đất nước xa xôi để giải quyết bệnh thiếu máu bí ẩn chỉ vì thích. Cô biết công trình Jokmino, nhưng không giống bệnh thiếu máu của Jokmino. Cô Lucy Will nhận ra rằng bệnh thiếu máu ở Bombay không thể đảo ngược bởi thứ đồ pha chế của Jokmino hay bằng vitamin B12, thật đáng ngạc. Nhiên, Lucy Will phát hiện ra có thể chữa khỏi bệnh thiếu máu với mamai. Mamai, một chất ngũ cốc lên men sẩm màu, được phổ biến rộng rãi trong tín đồ sức khỏe ở Anh và Úc. Lucy Will không thể xác định hóa chất chủ chốt trong thành phần dinh dưỡng của mamai, cô ấy gọi nó là yếu tố Will. Nhân tố Will hóa ra là axit folic hoặc folate, chất chống vitamin được thấy trong rau quả và có nhiều trong mamai. Khi tế bào phân chia, chúng cần làm ra một bản sao ADN. Axit folic hoặc folate hóa chất mang tất cả thông tin di chuyển trong tế bào. Axit folic là nền tảng quan trọng tạo ra ADN, và do đó axit folic rất quan trọng cho việc phân chia tế bào. Bởi vì tế bào hồng cầu được cho là có tỷ lệ phân bào cao nhất trong cơ thể con người, hơn 300 tỷ tế bào một ngày tạo máu, đặc biệt phụ thuộc vào axit folic. Nếu thiếu chất này ở người ăn thiếu rau như ở Bombay, thì sự sản xuất tế bào hồng cầu mới của tủy xương sẽ tạm dừng, hàng triệu tế bào chưa trưởng thành hoàn toàn phóng thích ra, trông chắc như đóng hàng hóa mới chưa được hoàn thiện ồ ạt đổ ra ngoài thị trường, trên một dây chuyền lắp ráp tủy xương, trở thành phân xưởng rối loạn chức năng. Một nhà máy sinh học bị nuôi dưỡng kém gợi nhớ một cách kỳ quặc đến các nhà máy vải của Bombay, những mối liên kết giữa vitamin, tủy xương và tế bào máu bình thường, làm Sydney Faber bận tâm. Vào đầu mùa hè năm 1946, thực ra thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của Sydney Faber lấy cảm hứng từ chính sự kết nối này, đã biến thành một sai lầm khủng khiếp. Lucy Will quan sát thấy axit folic. Nếu axit folic được dùng cho bệnh nhân thiếu dinh dưỡng có thể khôi phục sự tạo máu bình thường. Sydney Faber tự hỏi nếu dùng axit folic cho trẻ mắc ung thư bạch cầu thì có thể phục hồi trạng thái bình thường cho máu của chúng không, theo sau lối mòn mong manh đó. Sydney Faber bắt đầu thu thập một số axit folic tổng hợp, tuyển chọn một nhóm trẻ mắc ung thư bạch cầu và bắt đầu tiêm axit folic vào chúng. Vài tháng trôi qua, Sydney Faber thấy axit folic đó không kìm hãm sự tiến triển ung thư bạch cầu. Thực tế thì nó thúc đẩy bệnh nhanh hơn, ở một bệnh nhân này số lượng bạch cầu tăng gần như gấp đôi. Trong một người khác, các tế bào bạch cầu bùng nổ trong dòng máu và đẩy các tế bào ác tính thâm nhiễm vào da. Sydney Faber vội dừng thí nghiệm, ông gọi đây là hiện tượng tăng tốc. Sự kích hoạt những nhân tố nguy hiểm khi ở trạng thái tự do đi theo chiều hướng xấu. Bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện nhi đã rất giận dữ về thử nghiệm của Sydney Faber. Những chất tương tự axit folic không chỉ đẩy nhanh sự tiến triển ung thư
bài cầu chúng rất có thể còn đẩy nhanh cái chết ở trẻ em. Nhưng Sydney Faber bị kích thích vì tò mò, nếu như axit folic đẩy mạnh tế bào ung thư bạch cầu ở trẻ, điều gì sẽ xảy ra khi ông cắt đi nguồn cung cấp này? Bằng cách dùng với vài thuốc khác như thuốc kháng folate, chất hóa học này có thể chặn đứng sự tăng trưởng tế bào bạch cầu, từ đó dừng bệnh ung thư bạch cầu lại hay không? Quan sát của Jock Mino và Lucy Will bắt đầu khớp với bối cảnh mờ mịt, nếu như bắt đầu với tủy xương là nhà máy tế bào bận rộn, bị chiếm đóng bởi các tế bào ung thư bạch cầu, thì nhà máy tủy xương này bị bắt hoạt động quá mức. Một đơn vị sản xuất điên cuồng cho các tế bào ung thư. Như Jock Mino và Lucy Will đã biến đổi dây chuyền sản xuất của tủy xương bằng cách họ đã thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bệnh tủy xương ác tính có thể sẽ bị đánh sập khi bị cắt nguồn cung cấp dinh dưỡng hay không? Tình trạng thiếu máu ở công nhân nhà máy tại Bombay có thể tái tạo như liệu pháp điều trị đơn vị y tế Boston hay không, với những bước đi dài từ phòng thí nghiệm dưới bệnh viện nhi để về nhà trên con đường Amory ở Brookline. Lúc này Sydney Faber không ngừng tự hỏi bản thân về một liều thuốc như vậy. Bữa tối trong căn phòng tối lát gỗ của ngôi nhà thường là một bữa ăn chiếu lệ qua loa. Vợ ông, Nomer, bà là một nhạc sĩ và nhà văn. Bà nói về opera và thơ, Sydney Faber nói về khám nghiệm tử thi, thử nghiệm và bệnh nhân. Khi quay lại bệnh viện vào buổi tối, tiếng piano của Nomer ngân vang trong tâm thức của Sydney Faber. Triển vọng về một hóa chất ung thư đang ám ảnh Sydney Faber, ông tưởng tượng nó một cách chắc chắn rõ ràng. Với những nhiệt tình của một kẻ cuồng tín, nhưng ông không biết nó là cái gì hay gọi nó là gì. Từ liệu pháp hóa trị, theo đúng nghĩa chúng ta hiểu ngày nay. Liệu pháp hóa trị chưa bao giờ được sử dụng trong y học chống ung thư trước đây, tự chuẩn bị công phu của thuốc chống vitamin mà Sydney Faber đã mơ về rất sinh động trong tưởng tượng của ông đã không tồn tại. Nguồn cung cấp axit folic cho thử nghiệm tai hại đầu tiên của Sydney Faber đến từ phòng thí nghiệm của một người bạn cũ, một nhà hóa học Yele Pragada Sabharao. Như hầu hết các đồng nghiệp của ông gọi Yela, Yele Pragada Sabharao là người tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Một bác sĩ chuyển sang làm nhà sinh lý học tế bào, một nhà hóa học đã vô tình lạc vào thế giới sinh học. Vòng luẩn quẩn khoa học của ông đã được báo trước bằng những hành động luẩn quẩn đầy tuyệt vọng mạo hiểm khác. Ông đến Boston vào năm 1923 không một xu dính túi và không chuẩn bị trước. Vừa kết thúc khóa đào tạo y tế ở Ấn Độ, và được đảm bảo bằng một suất học bổng lấy chứng chỉ tại trường y tế nhiệt đới ở Harvard. Boston có thời tiết theo Yele Pragada Sabharao nhận thấy khác hẳn, kiểu nhiệt đới không thể làm nghề y trong mùa đông bão tố giá lạnh. Yele Pragada Sabharao không có giấy phép hành nghề y tại Hoa Kỳ, Yele Pragada Sabharao bắt đầu làm người khuân vác đêm tại Brigham. Và làm ở bệnh viện phụ nữ, công việc là mở cửa, thay ga trải giường, vệ sinh bồn tiểu. Sống gần với thế giới y khoa, Yele Pragada Sabharao kết bạn và tìm được các mối quan hệ tại bệnh viện, và chuyển sang một công việc làm vào ban ngày, như là một nhà nghiên cứu tại bộ phận sinh hóa. Dự án đầu tiên của Yele Pragada Sabharao liên quan đến việc tinh khiết phân tử ra khỏi các tế bào sống, phân tích chúng về phương diện hóa học để xác định thành phần của chúng. Thực chất là thực hiện khám nghiệm tử thi sinh hóa trên tế bào, công việc này yêu cầu một sự kiên trì không tưởng. Nhưng nó giúp kiếm được sự thu nhập cũng kha khá. Yele Pragada Sabharao tin chế được một phân tử gọi là ATP, là nguồn năng lượng trong tất cả sinh vật sống. ATP nó mang năng lượng hóa trong tế bào, và những phân tử khác gọi là creatine nó mang năng lượng trong tế bào cơ. Bất kỳ một trong những thành tựu nào ở trên cũng đủ để đảm bảo cho Yele Pragada Sabharao có chức vị giáo sư tại Harvard. Nhưng Yele Pragada Sabharao là người nước ngoài,
người ăn chay ẩn giật sống về đêm, có giọng nói nặng nề. Sống trong một căn hộ chỉ có phòng nằm, ở trung tâm thành phố. Yelpragada Saparao chỉ kết bạn với ẩn sĩ sống về đêm khác như Sydney Faber. Năm 1940 từ chối nhiệm kỳ và sự công nhận, Yelpragada Saparao gắt gỏng bỏ đi, để gia nhập phòng thí nghiệm Lederer. Một phòng thí nghiệm dược phẩm ở ngoại ô New York thuộc sở hữu của tập đoàn Cyanamid, nơi ông được yêu cầu quản lý một nhóm với công việc là hóa chất tại phòng thí nghiệm Lederer. Ông Yelpragada Saparao nhanh chóng tái xây dựng chiến lược cũ, và tập trung vào việc tổng hợp các phiên bản những hóa chất tự nhiên tìm thấy trong tế bào, hy vọng sử dụng chúng như là chất dinh dưỡng bổ sung, vào trong thập niên 1920. Một công ty dược phẩm khác, Eli Lilly, đã tổng hợp được, mà bán dưới dạng cô đặc vitamin B12 dinh dưỡng còn thiếu trong thiếu máu ác tính. Yelpragada Saparao thấy vậy quyết định tập trung sự chú ý của mình vào tình trạng thiếu máu khác là khác với căn bệnh thiếu máu do thiếu axit folic. Nhưng vào năm 1946, sau nhiều nỗ lực đều thất bại để chiết xuất hóa chất này từ gan lợn, Yelpragada Saparao đổi chiến thuật bắt đầu tổng hợp axit folic trở lại từ những bước khởi đầu. Với sự giúp đỡ của một nhóm nhà khoa học bao gồm Harriet Kilty, một nhà hóa học trẻ ở phòng thí nghiệm Lederer, phản ứng hóa học để tạo axit folic mang lại một phần thưởng tình cờ, bởi các phản ứng hóa học có một vài bước trung gian. Nhóm của Yelpragada Saparao có thể tạo nhiều biến thể axit folic thông qua những thay đổi nhỏ trong công thức. Những biến thể này của axit folic, các biến thể này có liên quan chặt chẽ với nhau. Các biến thể sở hữu những đặc tính khác thường, enzyme và các thụ thể trong tế bào thường làm việc bằng cách nhận ra các phân tử qua cấu trúc hóa học của chúng, trong đó có một cấu trúc phân tử mồi nhử. Phân tử mồi nhử chúng gần như bắt chước cấu hình phân tử tự nhiên, phân tử mồi nhử có thể liên kết với thụ thể hoặc enzyme, và chúng ức chế sự hoạt động của nó cũng giống như chìa khóa lỗi kẹt trong một ổ khóa. Vài chất phỏng theo cấu trúc phân tử của Yelpragada Saparao, do đó có thể hoạt động như chất kháng với axit folic. Đó chính là chất chống vitamin mà Sydney Faber đã mường tượng. Sydney Faber viết thư cho Yelpragada Saparao và hỏi xem liệu Sydney Faber có thể sử dụng chất kháng folate lên trên những bệnh nhân mắc ung thư bạch cầu hay không. Yelpragada Saparao đồng ý. Vào cuối mùa hè năm 1947, gói hàng đầu tiên của thuốc kháng folate đã rời khỏi phòng thí nghiệm Lederer ở New York đến phòng thí nghiệm của Sydney Faber. Hết tập 2 in.